はい、皆さん、はい、こんにちは。はい、じゃあ今日は、日本語単語ドリルという教科書を使って、言葉を5つ紹介したいと思います。で、ここで紹介する言葉を使ったら日本語喋れる時にいろんな表現ができてとても便利なので、ぜひ皆さん覚えてください、うん、はい、じゃあ1つ目から紹介します、うん、1つ目はゴシゴシです。ゴシゴシ、はい、はい、意味は強くこすって洗う、こういう感じ、ゴシゴシ洗う、まあ、音の言葉です。あ、thì cái từ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến mọi người ấy là từ ゴシゴシ。 từ này nó là một cái từ tượng thanh, nó thể hiện cái âm thanh khi mà mình cọ, mình trà rất là mạnh, mình để rửa rất là mạnh, cái âm thanh khi mà mình rửa một cái gì đấy rất là mạnh ấy, thì mình sẽ dùng là ゴシゴシ。gì ゴシゴシ cộng với động từ, những cái động từ mà hay đi cùng với ゴシゴシ, ví dụ như là 洗う hoặc là こする ですね。はい、洗う、こする。ví dụ nha, mình lấy cho mọi người một ví dụ cụ thể nhá. これ何に? ひどい。ひどい汚れですね。でも、ゴシゴシ洗えば落ちますよ。はい、ありがとうございます。ひどい。汚れてないんだけど。はい、例えばで、はい。はい。もう一つの例文は、はい、あまりゴシゴシ洗うと、肌を傷つけますので、優しく洗ってください。うんうん。はい。vậy thì cái trường hợp này này, ví dụ mình kì mình trà rất là mạnh ấy, ゴシゴシ mà mình trà rất là mạnh vào cái da này thì sẽ kiểu như là làm tổn thương da ấy, thế là hãy rửa một cách nhẹ nhàng thôi. OK. はい、では次の言葉いきます。はい。vậy thì bây giờ mình sẽ sang từ thứ hai nha. 次はジャブジャブ。うん。です。ジャブジャブ、発音難しいね。水をかき回したり、水を流しながら、うん、洗ったりする音。さっきのゴシゴシも洗う時の音で、うん、このジャブジャブも、まあ、洗う時の音にも使えます、うん、あとは水の中を歩く時、うん、結構激しく歩く時に、うん、ザブザブとかも使えます。これも音の言葉です。そうか。À, thì cái từ thứ hai đó, cái từ là từ jab jab, từ này cũng là một cái từ tượng thanh để thể hiện cái âm thanh khi mà mình rửa ráy giặt rũ. Ví dụ như mà cái trường hợp này nhá, trường hợp này là khi mà mình đang xả nước và mình đang xả nước, vừa xả nước mà mình giặt rũ quần áo ở trong cái dưới cái vòi nước đấy ấy, thì mình sẽ dùng cái âm thanh nó sẽ là jab jab. Vậy thì jab jab cộng với động từ là arau hoặc là sentaku suru.Thì mình sẽ hay dùng với những cái động từ đấy nhá. Ngoài ra đương nhiên là cũng sẽ có những cái động từ khác nữa. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể để mọi người xem là nó sẽ trường hợp cụ thể nào nó sẽ dùng cái từ ジャブジャブ này nhá. 例えばこの服は洗濯機が使えないから手でジャブジャブ洗うしかない。はい。Thì có nghĩa là cái quần áo này ấy, thì mình không thể dùng máy giặt để mình giặt được, nên là mình sẽ phải dùng tay để mình giặt. はい、もう一つは、このお米は軽く洗うだけでいいよ。そんなにジャブジャブ洗わなくても大丈夫だよ。Vậy à, khi mà mọi người vo gạo ấy, thì có những cái gạo mọi người chỉ cần vo qua thôi, mọi người đổ nước đi rồi mới cắm được, không cần phải vo kỹ. Thường người ta bảo là nếu mà vo kỹ ấy, thì nó sẽ mất đi những cái chất vitamin ở trong cái vỏ của hạt gạo.はい、OK。ジャブジャブは、結構激しくこうジャブジャブって感じ。もうちょっと優しくでいいよとか、結構激しい音です。OK。はい、次の言葉です。はい、次の言葉は何や？次はピカピカ。ピカピカ。はい、ツヤがあって光が反射するほど綺麗な様子。また新しいものを形容するときも使う。ピカピカはこれは音ではなくて状態。うんを表す。例えば新しい携帯を買った時は傷がなくて汚れもなくてピカピカ、綺麗な状態。rồi. Vậy thì cái trường hợp này ấy, thì nó không phải là một từ tượng thanh nữa, mà nó lại là một từ tượng hình. Vậy thì cái từ này ví dụ như khi mà một cái vật nào đấy mình lau chùi rất là sạch sẽ, và khi mà cái ánh sáng mặt trời nó phản xạ vào thì nó ánh lên, nó lấp lánh lên, người ta có thể dùng là pika pika. Hoặc là cái đồ vật mà mình khi mà mình mới mua về ấy, thì nó chưa có những cái vết xước này, hay là chưa có những vết bẩn gì, nên là trông nó rất là bóng loáng ấy, thì mình sẽ dùng là pika pika. Vậy thì pika pika này mình sẽ hay dùng với như thế nào? Pika pika, pika pika ni cộng với động từ.Thì động từ ở đây có thể là động từ là 磨く とか hoặc là 拭く とか hoặc là する vân 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 vân.
được chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào một ví dụ nhé. はい、お客さんが来る前にグラスをピカピカに磨いていく。あ、ごめんなさい。グラスですね。ちょっと間違えてます。お客さんが来る前にグラスをピカピカに磨いておこう。À, hay. Vậy thì cái trường hợp này thì trước khi mà khách những vị khách đến đấy, những khách hàng đến đấy thì mọi người hãy lau những cái ly thủy tinh, cái cốc thủy tinh cho nó sạch sẽ và sáng bóng lên đấy. Hoặc là ví dụ thứ hai, hoặc là có thể là watashi no kuruma wa ichi mo pika pika ni shite arimasu. Vậy thì cái xe của tôi lúc nào cũng sáng bóng loáng kiểu như thế mọi người nhé, bóng loáng. Hay thì trường hợp những cái trường hợp như thế mình sẽ dùng pika pika, lấp lánh, bóng loáng。はい、そんな感じでピカピカは状態表すもの、主に新しいものに使う言葉、すごい綺麗な状態、はい、では次の言葉いきます。はい、次はドロドロです。ドロドロ、はい、ドロドロは土遊びをしたりぬかるんだ場所に入ったりしてたくさん泥がつく様子、また泥のような状態のものを表す。はい、土遊びっていうのはあの砂ではない、砂は水があんまり入ってないですよね、泥は少し水が入っててドロドロして、それがこう服について洋服がドロドロになって汚い。あ、私日本に vừa giải thích cái từ ドロドロ này có nghĩa là khi mà mình chơi ở những cái nơi mà mình chơi ở những cái nơi bùn đất ấy, những cái bãi đất ấy mà nó hơi có nước một chút, nó kiểu như là nó hơi nhấp nhấp, nó giống như kiểu bùn ấy, hoặc là ở vào những cái con đường mà nó lầy, ngày xưa thì xưa có đổ bê tông hay đổ đường nhựa, những con đường đất ấy nó rất là lầy lội ấy, khi mà mình chơi ở đấy ấy, thì nó sẽ bắn hết lên quần áo và những cái bùn đất ấy nó bám vào quần áo, nó sẽ giống như cái quần áo của mình hay nói là lấm lem ấy, lấm la lấm lét gì gì đấy, cái kiểu quần áoBắn đầy bùn đất lên ấy, thì mình sẽ dùng cái từ là dorodoro. Thì cái từ dorodoro này mình cũng sẽ phải đi với trợ từ ni, dorodoro ni cộng với động từ. Động từ có thể là yogoru hoặc là tokeru. Đấy, thì mọi người có thể là đi với những cái động từ như thế. Đương nhiên là có rất là nhiều động từ khác nữa. Ví dụ mình sẽ lấy một ví dụ nhé, ví dụ cụ thể nhé. Kodomo ga koen ni iku to itsumo fuku gaドロドロに汚れている。Vậy thì khi mà những cái bọn trẻ ấy, thì mà nếu mà đi đến công viên chơi ấy, thì là lúc nào thì quần áo cũng khi mà trở về thì lúc nào quần áo cũng lấm la lấm lép lấm lem. はい。Okay. 雨の後その道を通ったらタイヤがドロドロになってしまった。はい、そんな感じでドロドロは状態を表す言葉で、これ以外にも食べ物とか例えばカレーを作ったけどドロドロになってしまった、ちょっと重いイメージ、ちょっとドロドロになってしまったとか状態を表す、まあ主にほとんどはあの土で遊んだり田んぼとかで転んだりして泥がつく、ドロドロになる。Vậy thì cái từ dorororo này thì thường là mình sẽ chơi ở những cái nơi mà nghịch đất này, hay là khoảng chẳng may mà mình ngã xuống ruộng lúa hay là những cái đồng ruộng ấy, hay những cái nơi mà có bùn ấy, thì quần áo của mình sẽ là dorororo, dorororo, bẩn, lấm la lấm lét. はい、okay. 次の言葉いきます。はい、次は最後です。はい、ベトベトです、はい、粘りのあるものが手や服について汚れる様子、ベタベタとも言う、はい、ベトベトはもうこうベトっとしてるような、汚い汚いイメージの言葉です、ベトベトする。ああ、rồi từ ベトベト này thì mình có thể dùng cái từ nhơm nhớp hoặc là nhơm nhớp hoặc là dính dính hoặc là kiểu gì nhỉ。Ví dụ như là khi mà mình chơi, đi chơi mình nghịch rất là nhiều, mồ hôi mình ra xong trời nó nóng ấy, thì kiểu như cảm giác da của mình cứ nhớp nhớp này. Hoặc là khi mà mọi người mọi người đang động vào những cái chất mà nó có dính 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 ấy, mà mọi người dây ra tay xong bôi vào quần áo ấy, cảm giác quần áo nó cứ dính dính nhớp ấy, nhớp nhớp bẩn ấy. Đấy thì là cái trường hợp như thế thì mình sẽ dùng là beto, beto beto. Vậy thì beto beto này cũng sẽ đi với động từ ni, đi với trợ từ ni cộng với động từbeto beto ni cộng với động từ là yogoreru hoặc là bitsuku hitsuku 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 hoặc là beto beto ni naru beto beto suru. Đấy,
hoặc là beto beto shita cộng với danh từ. Mọi người nhớ nhá. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ đi vào ví dụ nhá. 例えば、あの、昨日の夜とても蒸し暑くて、朝起きたら体中汗でベトベトになっていた。Đúng chưa? Vậy thì như mình vừa nói đấy, hôm qua ấy thì đêm qua thì trời rất là oi bức, nên là khi mà mình ngủ dậy thì cả khắp người mình cái cảm giác nó rất là nhơm nhớp nhớp, rất là dính dính khi mà có mồ hôi nó ra ấy. Ok. はい、台所の換気扇が油でベトベトに汚れている。À, rồi, vậy thì mọi người để ý này, cái trường hợp này là khi mà cái máy hút mùi ở bếp ấy, mà nó sẽ có cái dầu, khi mà mình hút mùi nó có cái dầu nó bám vào ấy, thì cái bẩn đấy nó rất là nhơm nhớp, nó rất là dính, mọi người cảm giác khi mà mọi người lau ấy thì không thể mà lau không bằng nước mà nó sạch được, mọi người phải dùng cái dung dịch tẩy rửa thì mới sạch được, đúng không? Vậy thì nó hơi nhơm nhớp một chút. はい、そんな感じでベトベトは少し汚いイメージで、まあ、主に汗をかいたりした時とか油とかの汚れ、こういうネバーっとしたベトっとした汚れ、ちょっと汚いイメージの言葉です。thì đấy là cái từ ベトベト。thì hôm nay bạn Yuki đã giới thiệu cho chúng mình năm từ từ tượng thanh và từ tượng hình nhé. Thì mọi người cố gắng sử dụng những cái vận dụng những cái từ này để nói vào trong cái cuộc giao tiếp của hàng ngày của mình nhé. Và mình cũng đang vừa học vừa cùng với mọi người học những cái từ này thôi. はい、今日紹介した5つの言葉は、日本人もよく使っている言葉です。これがあると会話の表現が広がって、いろんな伝え方ができるようになります。皆さんぜひ覚えてください。OK, vậy thì mọi người nhớ nhé, hôm nay mọi người cố gắng về nhà luyện tập nhé. Và buổi sau thì bọn mình cũng sẽ nói về những cái từ tượng thanh và tượng hình này sẽ dùng với những cái trường hợp như kiểu là khi mà mình vận động này, hay là mình đi bộ này, hay là mình đi này, đi dạo này, sẽ dùng cái từ nào để miêu tả những cái trạng thái như thế. Vậy thì mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo nhé. もし面白かったらあのチャンネル登録してグッドボタン押してお願いします。あとコメントもぜひお願いします。mọi người nếu mà có vấn đề gì mọi người chưa hiểu ấy thì mọi người hãy comment vào phía dưới của video nhé, hoặc là có link Facebook của bạn Yuki, mọi người có thể gửi tin nhắn vào đó, và có những thắc mắc gì rất là chắc là bạn ấy sẽ giải thích cho mọi người. はい、ではありがとうございました。バイバイ。